Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Chiều qua 22 tháng 3, trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt - Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hai xe đang di chuyển với tốc độ cao tông trực diện vào nhau. Vào thời điểm trên, xe 7 chỗ đi hướng về thành phố Đà Lạt trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt thuộc địa phận xã Hiệp Thạch, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thì bị xe 4 chỗ điều khiển theo hướng ngược lại lao tông trực diện. Cú va chạm khiến một phụ nữ trên xe 7 chỗ tử vong và 3 người khác bị thương. Tại hiện trường, hai chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn phần đầu. Tất cả túi khí bên trong hai xe đều đã bung. Đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 3, trên đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên quan đến 3 chiếc xe ô tô, khiến các xe hư hỏng, may mắn không xảy ra thương vong về người. Theo các nhân chứng kể lại, khi xe khách dừng nằm của nhà xe Cường Lan có biển kiểm soát 14B-01570 chạy tuyến Quảng Ninh - Yên Bái khi đi đến gần Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ trên đường Hùng Vương thì húc vào hai xe con đang đi bên đường, rồi lao thẳng vào nhà dân bên đường. May mắn đầu xe khách húc sát cửa nhà dân thì dừng lại và vụ tai nạn không làm ai bị thương. Tuy nhiên, các hành khách trên xe đã rất hoảng sợ. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay được nghỉ đến 5 ngày. Dự báo nhu cầu hành khách đi lại tăng cao. Vì vậy, đơn vị đã lập kế hoạch chạy thêm 43 đoàn tàu trên các tuyến khu vực phía Bắc. Theo đó, trên tuyến Hà Nội-Sài Gòn chạy thêm 41 chuyến với khoảng 20.000 chỗ trên các tuyến Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Đồng Đăng, Hà Nội-Quán Triều, Yên Viên-Hạ Long, duy trì chạy thường xuyên 12 đôi tàu trên một ngày. Trước đó, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết dịp nghỉ lễ và dỗ tổ Hùng Vương cũng chạy thêm 8 chuyến trên tuyến Hà Nội-Sài Gòn, tương đương cung cấp khoảng 5.200 chỗ. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 10 dự án đường bộ và 4 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Trong số này có những dự án đáng chú ý như dự án đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn. Để đáp ứng nhu cầu tiến độ, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các nhà đầu tư, ban quản lý dự án phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh các bước tiếp theo, chậm nhất trong năm 2020 phải hoàn thành toàn bộ 10 dự án đường bộ, còn lại 4 dự án đường sắt hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Nhằm phục vụ kết nối tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết phương án kết nối trung chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt với tuyến đường sắt đô thị 2A đang được trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét phê duyệt. Khi tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành, đơn vị này sẽ điều chỉnh nhiều tuyến buýt để tăng cường khả năng kết nối. Theo đó, Hà Nội sẽ điều chỉnh 4 tuyến buýt trùng lộ trình với tuyến đường sắt đô thị 2A, tuyến số 02, 21, 2733, duy trì hoạt động tuyến buýt số 01, điều chỉnh thêm nhiều tuyến buýt tăng cường kết nối tại các ga đầu cuối của tuyến đường sắt đô thị 2A. Đối với ga Cát Linh, duy trì hoạt động của 5 tuyến buýt để phục vụ hành khách khi đến điểm chính. Đối với ga Yên Nghĩa, duy trì hoạt động 12 tuyến buýt. Ngoài ra, thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội còn mở mới và đưa ra hoạt động 5 tuyến buýt có điểm đầu tại bến xe Yên Nghĩa trong năm 2019. Về khoảng cách giữa các điểm, đơn vị này sẽ bổ sung 14 nhà chờ xe buýt, nâng tổng số điểm dừng nhà chờ xe buýt lên 28 điểm để rút ngắn quãng đường và khả năng di chuyển của hành khách. Quy định về thắt dây an toàn là để bảo vệ tính mạng cho người trên ô tô khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, quy định này mặc dù đã áp dụng từ lâu nhưng đến nay vẫn còn nhiều bất cập. Trong đó, nhiều hành khách cho rằng thắt dây an toàn là không cần thiết. Điều này khiến cho các tài xế rất khó khăn khi nhắc nhở hành khách trên xe. Chị Kim Trang ngụ tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh là một hành khách thường xuyên đi lại tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Rạch Giá.
chị cho rằng việc thắt dây an toàn khi ngồi trên xe là không cần thiết. Mình thấy chắc không cần đâu, cái này nằm đây thì cũng ấy rồi, thắt chi khó chịu quá, đó giờ đi xe này đâu có cần dây an toàn chi. Mặc dù đã được các lái xe và tiếp viên của nhà xe nhắc nhở, thế nhưng hành khách thì không mấy quan tâm đến thắt dây an toàn. Theo các bác tài xế, việc nhắc nhở là trách nhiệm của người lái xe, còn việc hành khách có nghiêm túc thực hiện hay không thì không thể kiểm soát được. Xe thì nhắc liên tục, nhưng mà có những khách ta thắt quá cái bụng ta chịu không nổi đó, người ta kêu nói lỏng ra, người ta cũng không có thật theo mình, khách khó chịu thì phản đó. Thắt dây an toàn của khách là nó rất bất tiện. Cái thứ nhất, khi họ không biết dây an toàn là gì. Cái thứ hai, khi tư vấn cho họ rồi, chỉ họ rồi, họ nói bây giờ tôi thắt vô trong vòng 5 phút, 3 phút tôi bỏ ra. Đó, tất cả trên xe là 40 giường thì toàn bộ ai cũng thắt, cuối cùng ai cũng tháo ra hết. Mà khi tất cả bức ảnh mà đột xuất, kiểm tra đột xuất thì bắt buộc lên phải gặp. Mà khi phạt như vậy á, là tài xế chịu không nổi. Theo quy định, đối với những trường hợp tài xế không thắt dây an toàn thì sẽ bị xử phạt khoảng 150.000 đồng cho một lần vi phạm. Nếu tài xế để cho người khách ngồi trên xe mình mà không thắt dây an toàn, thì tài xế bị xử phạt thêm 150.000 đồng nữa cho mỗi một hành khách. Còn đối với những hành khách ngồi trên xe, nếu không chấp hành thắt dây an toàn, cũng sẽ bị lập thêm biên bản xử phạt từ 100 đến 200.000 đồng cho một hành khách. Ở lực lượng tôi gặp rất nhiều khó khăn, thì những người hành khách ngồi ở phía sau, khi mà phát hiện lực lượng giao thông sẽ chống chế, vì khi xử phạt cái hành vi này thì phải có chứng minh chứng cứ và phải có camera. Quan trọng là ý thức của người dân. Tại vì vừa rồi chúng ta thấy có nhiều cái vụ tai nạn giao thông, đúng ra là những cái người đó không chết, nhưng mà do chúng ta thiếu cái suy nghĩ trách nhiệm là trong vấn đề thắt dây an toàn. Do đó khi tai nạn mà nó lọt đèo, hoặc là khi nó có va chạm và chạy với cái tốc độ cao đó, thường là xe nó lăn nhiều vòng. Và khi nó lăn nhiều vòng thì cái người hành khách ngồi trên xe giống như một cái quả bóng, nó quay ở trong xe, mà xe nó lăn như thế thì nó dẫn đến cái đa chấn thương và dẫn đến cái tử vong. Tác dụng của việc thắt dây an toàn khi ngồi trên xe là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng làm thế nào để hành khách hiểu và chấp hành không phải là chuyện dễ. Và có lẽ bên cạnh việc cần có chế tài đủ mạnh thì việc tuyên truyền nhận thức cho người dân vẫn là điều cần thiết. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Hiệp hội Vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc đối thoại, nhiều doanh nghiệp phản ánh về tình trạng thiếu bãi đậu xe container gây khó khăn cho hoạt động. Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh với đặc thù là một thành phố năng động phát triển, hàng hóa dồi dào nhưng bến bãi cho xe container đang thiếu trầm trọng. Mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh có hàng ngàn xe ra vào các cảng lớn như Cát Lái, Hiệp Phước, nhưng lại không có bãi đỗ xe dành riêng cho xe container. Doanh nghiệp phải đi thuê chỗ đỗ xe ở những bãi đất trống bên ngoài rất tốn kém, chi phí lên đến 1,5 triệu đồng trên một xe trên một tháng. Thành phố chưa có chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp. Hầu hết các bãi trông giữ xe là do doanh nghiệp tự đầu tư. Với nhiều doanh nghiệp nguồn vốn ít, muốn kiếm bãi đỗ xe rộng và chi phí rẻ, chỉ có thể ra hướng ngoại tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên, chi phí đi lại quá xa, không doanh nghiệp nào chịu nổi. Do vậy, các doanh nghiệp đã phải xin thành bố trí một trung tâm cho các xe container đậu đỗ do nhà nước đứng ra thu phí. Hơn 50 triệu đồng là mức giảm giá cao nhất của một mẫu xe trên thị trường ô tô Việt Nam kể từ đầu năm 2019 đến nay. Nhiều người hy vọng việc các mẫu xe liên tiếp giảm giá kể từ đầu năm sẽ trở thành một làn sóng mới khi nguồn cung thị trường ngày một tăng lên. Tuy nhiên, thực tế thị trường ô tô lại không diễn ra như kỳ vọng. Cụ thể, mức giảm giá cao nhất này được áp dụng cho hai mẫu xe là Mazda BT50 và Chevrolet. Ngoài ra, thì ngay sau Tết, một loạt các thương hiệu khác như Toyota, Mitsubishi, Nissan, Ford cũng giảm giá cho một loạt các mẫu xe như Vios, Outlander, Terra, EcoSport với mức giảm giá từ 15 cho đến 50 triệu đồng. Việc giảm giá ô tô là tín hiệu tích cực không chỉ với người tiêu dùng mà còn là điều đáng mừng đối với các ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, bởi dung lượng thị trường đủ lớn sẽ là lúc thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ giảm giá thành. Tuy nhiên, sau những sự thất vọng lớn về giá xe sẽ giảm khi thuế nhập khẩu từ ASEAN về 0% từ đầu năm 2018, nhiều chuyên gia nhận định giá ô tô tại Việt Nam chỉ có thể được điều chỉnh giảm khi xảy ra kịch bản cung lớn hơn cầu hoặc ít nhất không có tình trạng khan hiếm xe.
Chỉ khi ấy thì các doanh nghiệp mới buộc phải giảm giá để cạnh tranh. Nhưng lượng xe nhập về Việt Nam ngày càng nhiều, nhu cầu giới hạn, do đó việc ô tô tiếp tục giảm giá sâu là điều khó có thể xảy ra. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an lập đề án đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn cả nước. Đây được xem là một mũi tên trúng nhiều đích, vừa tăng hiệu quả xử phạt giao thông, vừa nâng cao ý thức văn hóa tham gia giao thông của người dân. Tại Hà Nội nói riêng, việc kiểm soát và tiến hành phạt nguội người tham gia giao thông vi phạm đã từng bước được chuyển biến trong việc giảm thiểu tai nạn, minh bạch trong việc xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tính hiệu quả của camera phạt nguội vẫn còn nhiều điều đáng bàn, đặc biệt trong câu chuyện xử lý xe dù, xe khách hoạt động hợp đồng. Ghi nhận của VTC14. Hình ảnh quen thuộc tại thủ đô Hà Nội. Vượt đèn đỏ, lấn làn, đậu đỗ sai quy định. Tất cả những hình ảnh này sẽ được truyền về Trung tâm Chỉ huy đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Và tất nhiên, rất khó để chủ phương tiện chối lỗi vì hình ảnh và quá trình vi phạm đã quá đầy đủ, rõ ràng. Và những cái hình ảnh phương tiện đã được tự động, hệ thống tự động chụp ghi nhận thì chúng tôi sẽ xác minh chủ phương tiện, sau đó chúng tôi sẽ gửi thông báo về chủ phương tiện, yêu cầu chủ phương tiện hoặc là người điều khiển phương tiện đến để giải quyết xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra thì đối với trường hợp tái phạm thì chúng tôi cũng đã gửi, lập danh sách gửi đến các đơn vị chức năng của Sở Giao thông Vận tải để yêu cầu là xử lý theo các cái quy định. Sẽ tạo được cho với cả một số cái hộ kinh doanh vận tải mà cố tình vi phạm là người ta sẽ có ý thức hơn, là không phải là cứ có lực lượng cảnh sát giao thông ở đấy hay các cái lực lượng xử lý thì họ mới không vi phạm, mà bất kỳ lúc nào cái hệ thống ghi hình người ta cũng giám sát, nếu có vi phạm gì thì sẽ vẫn bị xử lý như thường. Tuy nhiên, ghi nhận của VTC14, hoạt động xe dù, xe khách hợp đồng ngang nhiên bắt khách vẫn vô tư diễn ra, dù đã có camera giám sát. Bởi lẽ, hiện camera mới chỉ được lắp đặt tại một số vị trí trọng điểm, trong khi các chủ phương tiện thường tìm cách đón trả khách tại những nơi khuất bóng camera, nhằm né được hình ảnh ghi nhận lại. Từ giải phóng Trương Định đến giải phóng Phố Vân là hiện tại là chưa được lắp đặt camera. Nên là một số cái nhà xe cũng vì quyền lợi, cũng về cái doanh thu nên là cũng bất chấp cái việc dừng đỗ bắt khách, nên là cũng vi phạm luật giao thông. Thường thì là đối với cả những cái trang thiết bị thì là người ta sẽ định vị xem là cái phạm vi của cái thiết bị đấy nó bao quát được khoảng bao xa. Thế thì người ta sẽ tránh những cái điểm vi phạm đấy ra. Mặc dù từ tháng 1 năm 2018 đến nay đã có hơn 4.000 trường hợp bị xử lý bằng hình thức phạt nguội. Song, đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, hơn 500.000 trường hợp vi phạm giao thông. Vì thế, để tăng cường tính hiệu quả của biện pháp xử lý vi phạm văn minh, hiện đại, cần một sự đầu tư đồng bộ nhằm xóa những điểm mù vi phạm và hướng tới hoạt động hiệu quả của loại hình camera phạt nguội này. Bản tin giao thông an toàn ngày 23 tháng 3 của VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.